Bây giờ chúng ta qua mục 4.5.5 lắp cái Sago vắt ở trang 69. Ở bước 1, tôi vào khung điển hình X3. Ở mặt bên trái này, xóa những cái linh tinh này đi. Rồi, tôi tạo một cái reference plan thẳng từ trên dưới đây. Sau đó, đo kích thước từ đây tới đây, cho nó là 350. Rồi các bạn mới click chọn cái reference plan vừa tạo nè. Các bạn đặt tên nó là mặt phẳng Sago vắt. Bây giờ các bạn về mặt đứng nọt, mình cũng xóa những cái linh tinh đi, rối mình không làm gì hết á. Sau này cần thì chúng ta vẽ lại. Trong nọt, các bạn set work plan, check vào name và đổi thành là mặt phẳng Sago vắt. Sau đó ok. Ở bước 2, các bạn gọi công cụ Beam System. Sau đó trong panel pattern, các bạn chỉnh nó là Fit Distance. Kéo này dài ra cho các bạn dễ nhìn. Fit Spacing là 1500. Justification những để là Beginning. Và cái thai á, thì mình lấy cái thai là 01 dầm rách tổ hợp kiểu 1, 200 x 60 x 2, 20x45. Đúng cái thai này luôn. Rồi sau đó chúng ta tạo một cái profile là cái boundary line cho nó. Tôi zoom lớn chỗ này lên. Này, tôi tạo cái profile ngay cái mặt phẳng cột đây nè. Ngay cái mặt cột nè. Ở chỗ cái bản mã trên cùng đây, tôi kéo xuống dưới đây. Đây cho mặt cột và cái bản mã cuối cùng nó đây, tôi chọn nó đây. Các bạn chọn sai cũng quan trọng, sửa lại thôi. Rồi, sau đó finish. Bây giờ chúng ta nhìn, chúng ta thấy có 1 2 3 thanh thiếu 2 thanh. Cho nên chúng ta edit boundary. Chúng ta dời này lên một nhịp, tôi move nó từ đây lên đây. Thằng này, tôi move nó thêm một nhịp xuống đây. Cái này là do tôi cũng đã thử rồi, tôi biết trước rồi. Cái beam direction này, chúng ta phải dời ngược xuống bên dưới, lấy xuống như đây nè. Thì cái Sài Gòn nó mới đúng chiều được, cái để bên trên thì nó lật ngược chiều. Đây là bước 4, sau đó các bạn finish. À, các bạn thấy nó đủ 1, 2, 3, 4, 5 thâm. Sau đó bước 5, chúng ta trở lại khung điển hình X3. À, chúng ta thấy cái Sài Gòn Z nó nằm bên ngoài nè. Vậy thì chúng ta lấy cái beam system, sau đó dùng lệnh move. Move cái beam system thì cái beam nó chạy theo. Chúng ta move nó vào cái rig, rig này, rig Y8. À, nó không chạy. Vậy thì á, là chúng ta phải vừa chọn cái beam system mà vừa chọn cái mặt phẳng của nó làm mặt phẳng vách Sago đây. Chọn cái hai cái này. Bây giờ chọn lại nè. Tab nè, chọn cái này. Rồi Control nè, chọn cái này. Rồi dùng lệnh move. Chúng ta move nó vào cái rig Y8. Sau đó, chúng ta chỉ chọn cái beam system thôi. Rồi, mình dùng lệnh move. Mình move này, thẳng lên đây, ngay cái vách Sago này. Tôi vừa thực hiện xong bước 5 mình bên tay phải. Bây giờ bước 6, chúng ta đi kiểm tra từ trên dưới các cái Sago này, nó đúng chiều hết rồi. Bây giờ chỗ cái thanh cuối cùng này, tôi click chọn đó. Nó phải nằm ở trên cái bát Sago này. Cho nên tôi unpin nó ra. Rồi tôi dùng lệnh move, tôi move mình nó đi thôi. Tôi move nó lên trên cái bát Sago này. Từ đây kéo lên đây như thế này. Ở chỗ này có một cái sai nhỏ nhỏ là cái móc của nó nè, cắn vào cái đầu cột bê tông như thế này. Cái này chúng ta báo là thiết kế chính thôi, thiết kế chính tự xử lý. Ông kia mà cái này mình vẽ mà quẹo qua luôn thì mình quẹo qua cái nó nằm lên đầu này luôn. Thực ra chỗ này á, là người ta làm vuông lại thì nó đẹp hơn, nó hợp lý hơn. Đẹp thì không thấy đẹp đâu, tại vì trong bản vẽ mới thấy đẹp chứ còn qua thực tế chỗ này đâu có thấy gì đâu, nhỏ xíu à. Bây giờ tôi qua bước 7, tôi click chọn cái beam system. Mình tạo xong bên đây rồi, bên kia mình sẽ mirror qua thôi. Tôi dùng cái lệnh là mirror big exit, tôi biết vào cái rig Y5, biết nó qua đây như thế này. Rồi sau đó tôi kiểm tra nè. Sau khi mirror qua đó thì mình thấy cái jack nó bị ngược lại. Cái Sago này nó không quay đúng chiều, okay. Riêng cái Sago ở dưới mình lên pin nè, nó quay dựng đứng này luôn. Bây giờ mình xử lý nè, tôi click chọn cái beam system này, tôi edit boundary. Rồi nó hỏi vô cái view nào, nọt sau cũng được hết á. Bây giờ mình vô view sau, đây beam direction nó đang nằm ở đây. Tôi click chọn vào cái beam direction này, sau đó tôi click vào cạnh trên này, rồi tôi finish. Trở lại khung điển hình X3, nó quay đúng chiều rồi nhưng mà nó lệch. Cho nên tôi click chọn cái beam system. Rồi các bạn dùng lệnh move, các bạn move nó ngược trở lại cho nó đúng vào cái bát Sago. Mình giờ mình kiểm tra từ dưới đến trên nè, đúng rồi nè, cái này cũng đúng nè. Ở đây đâu thiếu thanh đây rồi. Sao lại thiếu thanh bên trên? Bên đây đủ mà. Đây, nó thiếu một thanh nè, do chỗ này nè. Nó chui vô đây một cái thanh beam nó dài nằm ở đây nè. Rồi vậy thì mình đổi thay vì beginning thì mình đổi lại thành là end. Rồi giờ mình move lại. Mình dùng lệnh move. Mình move cái thanh này lên trên cùng luôn. Beam system thì nó hơi rắc rối một tí, làm riết nó quen nè. Bây giờ mình kiểm tra lại nè, đây con thanh đúng rồi. Đây con thanh, đây có. Đủ thanh rồi. Riêng chỗ thanh này nó bị quay xéo thế này. Thì mình chỉnh nó làm sao? Trong bước 8 ở trang 72, các bạn click chọn nó.
trong property các bạn thấy cái mục đó là cross section rotation nó đang bằng 0, mình đổi nó thành là -90 để cho nó quay lại. Sau khi đổi -90 cái nó quay lại khớp vô vị trí này luôn. Chúng ta qua 3D xem cái sago vắt thông của chúng ta như thế nào. Đủ hết đây. Phần bên dưới là tường xây gạch rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo sago ở vách đầu hồi này. Tôi vào mặt đứng sau. Chỗ trục XP2 đây. Tôi mới tạo một cái reference nằm bên ngoài như thế này. Sau đó tôi đo khoảng cách của nó so với cái mặt cột. Tôi cho là 400. Rồi tôi đặt tên nó là mặt phẳng sago vắt đầu hồi. Bây giờ chúng ta về mặt đứng S. Chúng ta dùng công cụ Set Work Plane, check vào name và chọn là mặt phẳng sago vắt đầu hồi. Ở bước 10, các bạn gọi công cụ Beam System. Rồi mình cũng hiệu chỉnh là Fit Distance 1500 Beginning. Và mình lấy cái sago rack này luôn. Rack kiểu 1200 x 60 x 2. Bây giờ tôi mới dùng Rectangle. Tôi tạo một cái Rectangle. Bắt từ điểm này là ngay cái mặt ngoài của sago vách hông đây. Bắt tại điểm này nè. Mới kéo lên đây. Bắt qua cái điểm này. Rồi. Chỗ này á, mình có sago lên tuốt lên trên đây là. Đây có cái bát ở đây nè. Đây có cái bát chỗ này nè. Mình dời cái đường này lên. Rồi align nó vào cái bát sago đây nè, cái bát sago đây nè, mình đã lai vào đây. Sau đó tôi finish. Sau khi finish xong thì mình thấy có 5 thanh và thiếu 2 thanh. Thiếu 2 thanh thì không sao hết, mình dời nó ra thôi. Chúng ta edit boundary tiếp, mình dời cái này lên một nhịp. Rồi cái thằng này mình dời xuống một nhịp. Sau đó, ở bước 12, chúng ta đổi cái beam direction này, lên bên trên. Để cho nó đúng chiều cái sago jack. Rồi chúng ta finish. Bây giờ chúng ta qua mặt đứng sau. Các bạn lấy chọn cái reference plane, tab là chọn cái reference plane mặt phẳng sago vách đầu hồi đây. Sau đó tôi rào tôi lấy chọn cái beam system luôn, mình chọn cái hai thằng này để chúng ta move. Rồi tôi dùng lệnh move bắt điểm ngay đây, lôi nó vô đây, lôi nó vào ngay cái rig X12 nè. Sau đó các bạn lấy chọn cái beam system thôi, lấy chọn cái beam system rồi dùng lệnh move, chúng ta move cái beam cuối cùng nè, bắt cái beam cuối cùng nè vào cái bát sago đầu tiên. Nó đang ghi đảo chiều rồi, nó là không đúng chiều rồi. Cho nên tôi click chọn nó, tôi edit boundary. Mình vào trong SWS dùng được hết. Mình đổi cái beam direction ngược xuống bên dưới này. Rồi finish. Trở lại sau nè. Rồi chúng ta thấy cái chiều á, là nó quay như vậy mới đúng. Nó mới up vô được cái bát sago này. Vẫn còn đang chọn cái beam system này. Tôi mới dùng lệnh move. Tôi move nó về cái bát sago đầu tiên này. Vậy thì cái thăm sago á, là một mặt của nó gắn ngay cái áp ngay cái bát sago. Còn cái chân nó bên này á, là nó gây ngay cái rig 12 đây. Bây giờ chúng ta kiểm tra từng thanh cái nó đủ chưa. Ở dưới phần này là tường xây rồi, đây một thanh nè, đây một thanh nè. Ô cái thanh này á, là bị cái nhịp sai cho nên á, là nó bị chạy chỗ này. Chúng ta dùng lệnh move nè, chúng ta move nó ngược xuống lại. Các cái nhịp đúng là từ đây trở đi nè. Còn cái nhịp này á, là nó bị sai giống như hồi nãy á. Hồi nãy chỗ bên vách hông á, thì mình kiểm tra khúc này trước. Rồi nó đúng chỗ này rồi. Lên trên đây nó cũng đúng rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái cạnh dưới nè. Ở bước 14, trang 74. Cái thanh sago dưới cùng này tôi click chọn nó. Tên pin nó ra. Rồi tôi dùng lệnh move. Tôi move nó vào cái bát sago đây. Chỗ này cũng bị một cái lỗi nhỏ nhỏ. Là cái này nó cấn vào cái bê tông nè. Thôi ra công trường lấy búa đục cái cạnh bê tông đây tí ráp vô được cái sago này. Thực ra lấy búa gõ cái này cho nó quẹo lên là được rồi. Bây giờ bước 15, tôi click chọn cái beam system. Sau đó edit boundary của nó. Mình vào mặt đứng S. Mình hiệu chỉnh nó lại. Đầu tiên á là mình dạt cái phần xéo này. Tại cái beam này nó chạy dài đây nè. Cho nên mình click vào boundary line, chọn big line. Mình click vào cái cạnh bên dưới của cái cạnh bên dưới của cái sago đây. Và cái mặt trên của cái kèo á, cái vị kèo á. Bên này cũng vậy, click vào cái cạnh này. Sau đó dùng lệnh trim nó lại. Mình xong cái phần mặt ở trên, nó có 3 đường, 2 đường xéo và 1 đường nằm ngang. Bây giờ tới cái phần cái ô dưới nè. Chúng ta mới dùng cái đường line. Chúng ta vẽ một cái đường thẳng lên đây. Rồi, chúng ta vẽ một cái đường ngang đây trước cái đã. Tôi mới đo kích thước từ đây tới đây nè. Tôi click chọn cái đường nằm ngang này nè. Cái khoảng này tôi cho là 3800. Cái này là do thiết kế người ta thiết kế 3800, tôi đo vào đây. Cái khoảng thứ hai là tôi đo từ trục Y1 nè tới đây nè. Là 1500. Sau đó tôi mới click chọn cạnh này. Copy ra nó là 5000.
Rồi copy ra tiếp, 1500 với 1500 là 3000. Copy tiếp là 5000. Copy tiếp 3000. Rồi copy tiếp là 5000. Cái kích thước này tôi có ghi lại ở hình bước 15 cho các bạn. Sau đó tôi dùng split element, tôi cắt cái đoạn dưới này đi, tôi cắt hai cái đoạn trên này đi, tôi dùng lệnh trim, tôi trim nó lại này, cắt rồi mà, à trim lộn, trim đây với đây nè, đây với đây, đây với đây, đây với đây, đây với đây, cạnh này với cạnh này, đây với đây, rồi cạnh này với cạnh này, cạnh này với cạnh này, cạnh này với cạnh này. Hai cái hình dáng nó như thế này, đây là mình đục ba cái lỗ này cho cái lỗ cửa đi vô, còn đây mình cắt bỏ những đoạn thừa của những cái beam system nó dài ở đây nè. Sau đó các bạn finish, còn chỗ nào chưa kính. Rồi nó nhiều cái đường này quá, những cái đường này nè span direction nhiều quá nên không chịu, chúng ta dùng đường line chúng ta vẽ lại, chỉ có một cái đường span direction thôi, chỉ có được quyền lấy một vợ thôi, hai vợ là nó không cho liền, cái đằng này tới bốn vợ lận. Sau đó chúng ta finish, à nó cho rồi. Bây giờ chúng ta qua sau lại, ở đây nè, nhìn cái đoạn dưới cùng nè, cái thanh dưới cùng nè, sau khi chúng ta cắt nó ra tự động nó bị pin lại nè, nó đúng vị trí lại nè, cho nên chúng ta unpin rồi chúng ta dùng lệnh move, chúng ta move nó lên, nó không phải bị một thằng đâu, nó bị rất là nhiều thằng, mình tap mình chọn thằng thứ hai nè, unpin nè, rồi move nó lên. Rồi ta để qua chế độ là wireframe đi cho nó dễ nhìn, click chọn này, unpin, move nó lên, còn hết, còn một thằng nữa, click chọn nó, unpin, rồi move nó lên. Rồi xong rồi, tôi vừa thực hiện xong bước 16, bây giờ tôi qua 3D. Đây chúng ta có các beam system ở cái mặt 3D như thế này, thì á cái chỗ cái mặt này á là các cái Sago nó khá phức tạp nè, các bạn để beam system gì cũng được ở nhà, thì các bạn xài beam system mà chuyên nghiệp, các bạn dễ quản lý nó thì bạn để như thế này không sao hết, nhưng nếu các bạn á là thấy nó rối rắm á thì dùng, chúng ta dùng cái công cụ là remove beam system, bỏ nó luôn, nó thành từng thanh, rồi sau này mình chỉnh từng thanh cho nó dễ, cái này tùy các bạn làm. Bây giờ chúng ta vào bước 18, mặt này chúng ta làm xong rồi, cái beam system chúng ta cũng remove rồi, bây giờ chúng ta mirror nó qua mặt bên kia, cho nên tôi click chọn từng thanh, để phím control chọn thanh này xuống đây, thanh này xuống, thanh này chỗ khu vực này, đè nút shift quay nó lên. Ở đây có ba thanh nè, một thanh nè, hai thanh nè, ba thanh nè. Rồi sau khi chọn hết cái thanh này xong, tôi mới qua mặt đứng sau, tôi mới dùng lệnh mirror big exit, tôi biết vào trục x7 đây, này dùng lớn lên x7 nè, click nó một cái. Bây giờ mình qua bên sau mình coi coi, đây nó mirror qua, nhưng mà giờ qua đây nó lật ngược lại chưa, dựng đứng lên hết thì không sao. Ở bước 19 á là chúng ta vẫn còn đang chọn 10 cái thanh này, chỗ rod section nè, các bạn cho nó là trừ 90 độ à, thì lập tức úp ngược lên trở lại chưa. Bây giờ mình coi coi ở đây á là con thằng nó bị sai nè, mình click chọn nó, thằng nào bị sai thì mình click chọn nó, rồi mình move nó lên. Rồi lý do sao nó sai đây thì không biết, mình quay trở lại bên đây mình coi tại sao, ở bên đây con nào còn ở dưới, nằm ở dưới đó không, à ở đây con thằng còn nằm dưới nè, mình mới dùng lệnh move, mình move nó lên. Rồi vậy thì cái phần này á là chúng ta tạo lập tới cái chỗ cái những cái Sago này thôi, để chúng ta lắp cái panel vô cái máy vô, bởi vì mục đích của cái khóa học này là chúng ta học về cái panel và cái máy của kiến trúc, chứ không phải học về kết cấu à, cho nên á là những cái phần nè, chẳng hạn như là cái khung chỗ này có cái chỗ lỗ cửa đó, là nó có cái khung sắt á để nó giữ cái cửa, rồi cái cửa cuốn gì sập xuống ở đây nè, thôi mình bỏ qua cái đó. Kết quả giống như hình ở bước 20. Rồi các bạn save file lại và close file.